Bây giờ thì Archer đã có cầu thủ chạy ở chốt 3 và chốt 1. Người đánh tiếp theo đó là pitcher ở trận đấu trước. Bây giờ anh chơi ở third base đó là Đại Dương. Cũng là một breaking pitcher. Inside hiệu số 1-0, một ball không strike. Đại Dương đã có những màn trình diễn rất là tốt trong ngày hôm qua và hôm nay với vị trí quân luyện pitcher. Nhưng trong trận đấu thứ hai thì anh đang chơi ở vị trí gôn 3, cũng như pitcher Phong Vũ bên phía Thunder vậy. Hồng Quân chạy chốt và chuyển chốt rất dễ dàng của Hồng Quân. Anh cơ chốt không có tình huống relay, không có tình huống pick off nào cả. Hồng Quân đã chiến đấu chốt 2. Hai vị trí đang có hai người đang vị trí ghi điểm, đó là chốt 3 và chốt 2. Số đã là 1-1. Wait a minute. What the hell? Một ball high strike. Wow, break bóng break away. Rất thương hiệu của Ngọc Lành. 1-2. Anh đã có một strike out rồi. Nữa. Wow, một cú strike 3, một cú breaking ball rất đẹp. Phòng Vũ, Đại Dương đã đứng yên. Hai strike cao rồi. Hai strike cao. Cầu thủ tiếp theo đó là cầu thủ mang áo số 11 Thành Đức. Anh là pitcher. Đây là trận đấu cuối cùng ngày hôm nay rồi. Trận chung kết những thua giữa Thunder và Archer. Archer đang dẫn 1, Thunder dẫn 1-0. Có một chút ngoài cuộc trao đổi giữa các trọng tài và bên phía Archer không được gì xảy ra cả. Rồi tiếp tục trận đấu. Bây giờ là batter Thắng Đức, là số 11, anh là pitcher rồi. Ông lên có 2 strike out. Đầu tiên